Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2021. Kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân của mình ạ. Em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0368 468386. Hôm nay thì nhà em dọn vườn và tiện thể thì em sẽ thanh lý cái lô phi điệp tím hàng rừng để cho quý cô chú anh chị về sưu tầm và về sổ nhá. Ở đây thì nói chung nhà em trồng thì toàn là những cái hàng kiến, những kiến rừng, những cái rề như vậy này. Hàng thì đã rụng lá hết gần 90% rồi. Nói chung là khả năng là đến tay cô chú anh chị sẽ không còn lá nữa. Đó, và cô chú anh chị mình về đợi đợi bông nha cô chú anh chị. Đấy, điệp thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, chắc là không xa lạ gì rồi đúng không ạ? Mùa này là mùa rụng lá cho nên là nhìn nó không được đẹp mắt lắm. Đó, với cả là nhà em trồng điệp rừng nhá, hoàn toàn là hàng rừng tự nhiên. Em trồng toàn bằng những cân kiến, những rề như vậy này. Em thanh lý cô chú anh chị với cái giá cực kỳ là rẻ luôn, là 100 ngàn cho 3 chậu nhá. 100 ngàn cho 3 chậu. Có một số chậu thì có 2 rề, 2 kiến như vậy, nó rất là đẹp này. Đó, cô chú anh chị chơi hàng rừng thì cô chú anh chị đừng so sánh với cái hàng công nghiệp, hàng mô hay ấy nha. Những hàng kia thì nó rất là xanh tươi, rất là xanh mướt đúng không ạ? Đó, hoa thì nó đại trà, còn hàng rừng thì cô chú anh chị mình cũng biết là hoa nữa, có nhiều mặt hoa khác nhau, hoa khá là sổ số. Ở đây thì em có một cây đang có bông này, có một cây đang có bông và bông nó cực kỳ là thơm luôn cô chú anh chị, chỉ cần một bông thôi là đã thơm khắp vườn rồi. Đó, đây, một bông, và bông này nở khá là nhiều rồi, với cả nở khá là nhiều ngày rồi, với cả cái cây của nó hơi yếu. Cái bông này thì em treo ở góc vườn cho nên là cũng không để ý mấy, cho nên là cây nó khá là suy, mầm gốc của nó hư hết rồi này. Ví dụ như những chậu như vậy thì em sẽ không gửi cho cô chú anh chị đâu nha, bởi vì là nó hư mầm gốc rồi, nhưng mà nó đẻ rất là nhiều ki. Đó, dòng này cực kỳ là khỏe luôn này, đẻ rất là ki, và ki của nó cũng đang ra mầm gốc nữa này. Bông nó cực kỳ là thơm và khá là bền. Đó, màu mắt cái kiểu nó rất là đậm luôn đúng không ạ? Mắt rất là đậm, rất là đẹp này. Ở đây có những chậu rất là to, những chậu có những rề khá là to nha. Đó, có một số chậu thì có những con kiến rất là xinh như vậy này, nó thân nó khá là xanh như vậy. Đó, nói chung là em thanh lý, em dọn cả vườn, giá cực kỳ là rẻ luôn, cho nên là cô chú anh chị nào sưu tầm thì cô chú anh chị mua cỡ khoảng 200 ngàn để cho mình đỡ bớt tiền ship ha cô chú anh chị ha. Đó, ngoài ra thì hôm nay em vẫn có là phân dơi với cả phân dê nhà em tự làm nha cô chú anh chị. Phân dê thì là 30 ngàn cho một ký, còn phân dơi thì là 150 ngàn cho một ký. Tiếp theo thì em vẫn có côn lùn nha. Côn lùn hôm nay em có 9 đơn tất cả, và những cái đơn nó rất là xinh, rất là đẹp nha. Đó, con lùn thì thường thường thân nó cỡ khoảng 18, 20, 25 cm là cao nhất thôi. Cây này nó bị lỗi một chút lá, bị lỗi một chút lá, cho nên là cái này có một thân một măng. Đó, mã số 1 em bán 180 ngàn nha, mã số 1 này. Tiếp theo mã số 2, mã số 2 là một thân nó cực kỳ là đẹp luôn nha. Một thân một măng và có một mầm đang sưng, 200 ngàn cho mã số 2. Mã số 3, mã số 3 thì em cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình 180 nha. 180 cho mã số 3. Một thân rất là đẹp, cực kỳ là bự, với cả lá rất là to nha. Đó, mã số 4 này. Mã số 4. Mã số 4 thân này lá cực kỳ là to luôn. Lá cực kỳ là to luôn nha. Một thân bột măng, 200 ngàn cho mã số 4. Tiếp theo mã số 5 thì cũng là một thân bột măng. Một thân bột măng và cây này bị lỗi một chút lá ở đây nha. 180 ngàn cho mã số 5. Mã số 6 này, mã số 6 cũng có một thân và một mầm. Một thân và một mầm cho mã số 6. Cây khá là đẹp, 180 ngàn cho mã số 6. Nói chung là côn hôm nay em bán rẻ hơn rất là nhiều so với mọi hôm nha. Mã số 6 đúng không ạ? Mã số 6 đây, mã số 7 này. Mã số 7 thì bị tét một chút lá ở đầu này nha cô chú anh chị. Nói chung là cây vẫn rất là đẹp. Đó. Măng lên khá là cao, được khoảng 4 cm rồi. Đấy, cây này em bán 180 cho mã số 7. Mã số 8, một cây rụt rụt rất là đẹp luôn này. Một cây rụt rụt với cả khá là nhiều rễ non ra. Đó. 180 cho mã số 8. Mã số 9, mã cuối cùng của hôm nay. Mã cuối cùng của hôm nay thì em cũng bán là 180 nha. 180
rất là rẻ luôn đúng không ạ? Mã số 9 cũng 180 luôn. Thì ở đây thì em còn một có đơn tam bảo sắc này. Một đơn tam bảo sắc luôn. Đó, hôm nọ thì em có về được, nhưng mà về được ít lắm. Dạo này hàng về được khá là ít. Em có duy nhất một đơn thôi. Một đơn khá là đẹp, khá là xanh. 160.000 nha, 160.000 cho cái đơn tam bảo sắc. Cây này bị lỗi một lá nha, bị lỗi một lá. Đấy, bị lỗi một lá. Đó, 160.000 cho đơn tam bảo sắc nha. Em sẽ bao ship cho cô chú anh chị từ 2 đơn trở lên nha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh và ủng hộ em ạ.